Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn vặt rất là ngon. Món hôm nay mình chuẩn bị đó là cái này là con rạm. Nó y như con cua các bạn, nhưng mà con này thì nó sống ở nước lợ chứ không phải là nước ngọt nữa. Con này thì lâu lâu mới mua được thôi. Hôm nay mình sẽ rang muối. Mình với cái cách làm rang muối này thì mình làm y như là mình làm cua đồng rang muối thôi. Nhưng mà con rạm này thì nó sẽ nhiều thịt và nó béo hơn. Nhìn cái gạch của nó này, mình đã mua về và mình làm sạch hết rồi. Cái này mình sạch là mình làm sạch, mình bỏ hết cái phần mang và cái phần ở cái mang ở trên và cái ở dưới của nó này. Mình làm sạch như thế này hết rồi. Bây giờ mình chỉ làm thôi. Đó. Nguyên liệu đi kèm là với món rang muối này là tỏi bằm, sả, và lát nữa thì mình có sử dụng thêm một chút lá lốt. Nếu bạn nào không thích sử dụng lá lốt thì mình không cần lá lốt cũng được nhé. Và bây giờ thì mình sẽ pha muối, giảm rang muối. Mình nói là cua rang muối đi cho các bạn dễ hình dung nhé. Giảm rang muối thì nguyên liệu không thể thiếu là muối. Để mình pha muối thì mình sẽ dùng 2 muỗng đường. Tỷ lệ là 1 muỗng muối, 2 muỗng đường và 1 muỗng muối. Và ớt bột. Ớt bột thì các bạn làm theo cái khẩu vị của mình nhé. Ở đây thì mình sẽ cho một muỗng ớt bột. Nếu không có ớt bột thì các bạn có thể cho ớt trái bình thường vào, mình giã và mình trộn chung. Nếu các bạn có ăn bột ngọt thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1/2 một chút xíu bột ngọt nhé. Vậy là mình đã vừa chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu để mình làm món cua đồng rang muối. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên là mình sẽ mang con rạm này đi mình chiên cho nó giòn lên nhé. Mình cho dầu vào, mình cho khoảng 3-4 muỗng canh gì đó thôi. Ở ngoài thì những video khác hoặc là ở ngoài các nhà hàng thì họ sẽ cho dầu rất là nhiều để họ chiên cho nó hợp với con cua này của mình. Nhưng mà mình làm ở nhà thì các bạn cũng không cần phải cho quá nhiều dầu. Như vậy thì mình chiên xong thì nó rất là tí, mình chỉ cần cho vừa đủ để mình chiên con cua của mình nó được giòn, nó chín giòn là được, chứ không cần, không nhất thiết là mình phải cho nhiều dầu nhé. Mình cho dầu nóng hơn là mình sẽ cho vào. Vàng giòn luôn nhé, để cho cái cua của mình nó chín thêm một chút nữa, nó vàng luôn. Mình chiên nó vàng như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra nhé. Chiên xong thì bây giờ mình sẽ cho dầu nóng lên nhé. Mình cho sả và tỏi vào. Mình chiên cho thơm lên. Thơm lên thì mình sẽ cho
Và đây là thành phẩm của mình, cua răng muối. Ở ngoài thì cái màu nó đẹp, nhưng mà cái máy của mình nó hơi bị mờ. Đây, cua thì giòn, mình có thể ăn kèm với tương ớt nhé. Mình sẽ ăn thử. Cua rất là mềm và giòn luôn. Cái này ăn kèm với tương ớt rất là hợp. Hoặc là mình ăn mình nó cũng được á. Tại vì nó có muối á, nó có vị mặn mặn, ngọt ngọt cay cay rồi, rất là dễ ăn. Video làm món cua đồng răng muối của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh với mình nhé. Xin chào các bạn.